Sen mới đi công tác một tháng không gặp mà bị ngáo Husky chửi không trượt phát nào. Chuyện là sau một tháng đi công tác ở nơi xa về, Sen liền bay đi đón con ngáo nhà mình đã gửi nhờ. Cứ tưởng rằng cuộc hội ngộ sau một tháng sẽ bơi trong nước mắt, thì có ai mà ngờ con ngáo này nó chửi Sen của mình lên bờ xuống ruộng luôn. Tưởng nó ở chỗ mới bị ngược đãi, ai dè nó mới là đứa ngược đãi người ta. Mà giờ mọi người nhìn cái mỏ nó nè, có khác gì thằng Sen đang đóng vai trộm chó không chứ? Xong nó còn nhảy đành đạch không chịu đi về, làm cho Sen phải chật vật lắm mới ôm được cái thân hình một tháng tăng 5kg của nó. U là trời, chắc độn thổ vì cái mỏ quá trời quá đất của con ngáo này. Bịt cái mỏ nó lại cho bớt nói đi, chứ nó chửi một hồi người ta ra đuổi cả Sen cả chó về luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.